Vâng, từ trước. Hi, hi, xin chào mọi người, Sophie. Hôm nay đổi món tập yoga nữa nè, mà đi tập EMS Workout. Và đây là trainer của Sophie ngày hôm nay, ở Evo Fitness. Em tên là gì vậy? Tên Bảo. Bảo, hôm nay Bảo sẽ cho chị tập cái gì hả Bảo? Tập xung điện vậy, luyện tập toàn thân. À, giới thiệu qua với mọi người nha, EMS là viết tắt của Electronic Muscle, thì nhỉ? Stimulation. Electronic Muscle Stimulation có nghĩa là mình dùng cái xung điện để xung thẳng vào cái cơ để tạo ra phản ứng là co cơ, đúng không anh? Đúng rồi. Và mình sẽ phải sử dụng sức mạnh của mình để kháng lại cái lực từ xung điện vào cơ. Và Sophie sẽ được Bảo này mặc cho cái áo, cái bộ áo giáp này này đang chờ Sophie đây. Đó, Sophie sẽ mặc. Rồi bây giờ Bảo hướng dẫn Sophie tiếp được không? Được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ xịt nước lên người chị và bắt đầu tập thôi. Ok. Bây giờ xịt nước nè. Rồi rồi, chị đứng đây luôn. Để em bắt đầu xịt. Thì lúc mà tập EMS á, mình phải xịt nước để cái bề mặt của những cái tấm bát truyền xung á nó tiếp xúc với lại cái bề mặt cơ của mình, cái vùng mình cần tập á. Thì mình sẽ tập với toàn bộ các nhóm cơ trong cơ thể mình: đùi, mông, bụng, lưng, ngực, tay, chân. Đó, những cái vùng cơ mình sẽ được kích thích hết và xung điện nó sẽ vào tương tác với cơ thể của mình. Đó là mình tập luyện rồi chị xoay người lại để xịt nước sao chị? Rồi bạn Bảo đang xịt nước vào cái bộ đồ mà Sophie đang mặc này nè. Để chút xíu mặc cái bộ đồ suit này vào thì cái nước nó sẽ làm cho cái bộ suit này dính vào người mình. Đấy, thì từ đó là truyền dẫn điện vào cơ, nó sẽ tốt hơn, đúng không Bảo? Đúng rồi. Đúng rồi. Và Sophie sẽ phải sử dụng lực của cơ thể để kháng lại cái lực xung điện vào cơ đấy. Thì đấy chính là nguyên lý hoạt động của EMS Workout Training nha mọi người. Và Sophie rất là yêu thích cái hình thức tập luyện này bởi vì là nó giảm cái gọi là cái lực nén vào khớp, đúng không Bảo? Áp lực lên khớp chị. Áp lực lên khớp. Bởi vì là EMS sẽ sử dụng nguồn điện để xung vào trực tiếp cái vùng cơ mà mình muốn tập. Ví dụ như là mình muốn tập tay hay là mình muốn tập mông thì mình sẽ điều khiển cái chế độ của máy để nó vào đúng cái vùng cơ mà mình muốn tập. Bây giờ mình sẽ mặc bộ áo này lên nha. Năm ngoái trước khi mà Sài Gòn lockdown ấy, hồi tháng 5 là Sophie đã đi trải nghiệm EMS của Evo Fitness một lần rồi. Hồi đấy là Evo là có phòng tập ở bên bây giờ vẫn còn nhỉ, bên Diamond. Bên đảo Kim Cương à, đảo Kim Cương bên quận 2. Oh Eric. Yes. And it's okay. I need a cameraman. I'm live streaming. No, it's just on my page. Chào Phương Lê, chào Giác Đức, chào Nguyễn Thành, Lý Ti, Huỳnh Quang. À, các bạn đang tham gia livestream này với Sophie được không? Các bạn có tò mò về phương pháp tập là EMS này không? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Sáng nay là Sophie đã dậy từ, hello Ngọc Tú, từ 4:30 sáng. Sáng nay là Sophie đã tập yoga một cữ rồi, tập một bài yoga sức mạnh đó, kết hợp với giãn cơ. Sau đấy thì lúc 9 giờ là Sophie lên quận nhất để uống cà phê ăn sáng ở nhà thờ. Rồi bây giờ là ăn trưa khoảng 2 tiếng rồi trước này. Trước khi tập là đã ăn rồi và ăn 2 tiếng trước khi tập nha. Đấy thì bây giờ Sophie mới có thể tập được. Và đây là lần tập luyện thứ 2 trong ngày. Thì lịch tập của Sophie mỗi ngày là Sophie sẽ tập buổi sáng là tập yoga và chiều tối là Sophie thường là tập cardio tăng nhịp tim hoặc là tập các bài sức mạnh. Thế thì hôm nay mình tập bài sức mạnh. Lúc này thì tối nay mình nghỉ, mình không phải tập nữa. Đấy,
Thế còn các bạn thì sao? Các bạn đã hôm nay đã tập bài gì rồi? Có tập mấy bài mà Sophie post lên trên YouTube không? Hay là mọi người tập khóa yoga premium ở trên web Yoga by Sophie? Hãy comment cho Sophie biết nhé. Chào Lục Hiền. Các bạn vào sau cùng xem Sophie trải nghiệm tập EMS xung cơ điện nhé. Là Sophie đang được bảo là PT của Evo Fitness bộ đồ sút. Đây là logo màu xanh của Evo này. Nếu mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến khách sạn Pullman, Sofitel đúng không? Đúng rồi. Rồi là Diamond Island ở quận 2 hoặc là đến địa chỉ studio của Evo ở 28 Thảo Điền. Đấy, để các bạn trải nghiệm phương pháp tập EMS nha. Phương pháp tập này rất là hiệu quả cho những người muốn tăng cơ và muốn giảm cái áp lực lên khớp. Rồi bây giờ Sophie sẽ để cái máy quay ở đây cho các bạn xem nha. Rồi, được không? Bắt đầu nè. Sẽ đứng trước cơ này nha. Sẽ đứng ngay trên song song, đứng ngoài thẳng kim. Rồi, đúng rồi. Sẽ đứng ngay trên đầu đang quay. Nắm hai tay lại trước ngực. Rồi, kết hai tay lại với nhau. Đó. Rồi, để hông ra. Một xuống một xíu. Đúng rồi, rồi. Em bắt đầu tăng xuống lên. Còn sau một xíu được phần. Rồi, chị cảm thấy tất cả mọi thứ nó vào rồi đó. Chị thấy cơ hông, cơ đùi, cơ lưng dưới, cơ bụng, cơ eo, tay và vai. Đúng rồi, đó cơ đùi của mình rất là khỏe khi mình đạp xe đạp á, nên mình tập những lúc này trước. Rồi đúng rồi, lúc đèn đỏ thì mình nghỉ nhớ nha. 2, 1 rồi xuống lại. Bởi vì cái cơ thể của mình á tỷ lệ mỡ rất là thấp và lượng cơ rất là nhiều, cho nên cái xương nó thấp thôi là nó đã kích thích toàn thân mình nhiều rồi. Rồi bạn ngồi chút xíu, chị thấy nặng hơn nhiều không? Rồi tốt, tiếp theo mình bắt đầu tập nha. Mình sẽ là squat ngồi xuống rồi đứng lên chị. Thư giãn tí, 5, 4, 3, 2, 1, rồi, ngồi xuống. Đứng lại, rồi, lúc mình ngồi xuống, đẩy cái hông ra sau, rồi, đẩy cái hông, gối vào sẽ hai bên. Rồi, đứng lên, như đó là đứng lên, tốt. Rồi, ngồi ra sau, mở gối sẽ hai bên, dùng được các cạnh chân, lên, đúng rồi, tốt. Cứ nhớ, hông mình vừa ra sau là gối mình.
Hương, Vũ Thị Hải Yến nhé. Livestream về EMS Training sẽ dừng ở đây. Một lúc nào đấy Sophie sẽ làm một cái livestream trả lời câu hỏi của các bạn quan tâm về EMS. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm về EMS thì hãy đến với Evo Fitness.